Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tháo nút thắt giải phóng mặt bằng nhanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, theo thông báo số 07 ngày 8 tháng 6 năm 2023 của Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 về việc triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, có ấn định tiến độ phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án cụm công nghiệp vùng Chí Kiên thuộc địa bàn thị xã Mỹ Hào là trước ngày 30 tháng 9 năm 2023. Tuy nhiên đã qua mốc tiến độ của thông báo số 07, nhưng chủ đầu tư vẫn chưa nhận được mét vuông đất nào. Vậy đâu là nút thắt làm chậm tiến độ giải phóng mặt bằng dự án này? Đây là một trong số 7 trang trại ở phường Bạch Sam nằm trong phạm vi thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cụm công nghiệp vùng Chí Kiên. Trang trại chăn nuôi lợn này rộng hơn 4.000 mét vuông, nằm giữa cánh đồng của gia đình bà Hoa, tổ dân phố Đọ. Theo lời bà Hoa, từ những năm 2000, gia đình bà được địa phương cho chuyển đổi xây dựng trang trại chăn nuôi ở khu ruộng trũng này. Hơn 20 năm qua, gia đình bà đã dành nhiều công sức vào xây dựng và phát triển trang trại, nay phải nhường lại cho dự án cũng nhiều tâm tư. Cũng biết là dự án của nhà nước là sắp sửa là sẽ thu hồi cái khu đất này để làm khu công nghiệp, thì gia đình tôi thì cũng không có cái vấn đề gì cả. Thế nhưng mà chỉ yêu cầu xem xét để đền bù các cái công trình của gia đình làm sao là cho nó hợp lý. Cụm công nghiệp Phùng Chí Kiên có tổng diện tích 50 ha thuộc địa bàn của 3 phường xã là Bạch Sam, Phùng Chí Kiên và Xuân Dục. Trong đó, phường Bạch Sam có tới 38 ha đất nông nghiệp liên quan đến 254 hộ dân cần thu hồi. Đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và địa phương mới rà soát, quy chủ và ban hành thông báo thu hồi đất tới 247 hộ trên 254 hộ. Đã tiến hành kê khai, kiểm kê, kiểm đếm, ký biên bản xác nhận diện tích và nhân khẩu được 215 trên 254 hộ. Phường cũng đã vận động được 18 hộ di rời được 20 ngôi mộ ra khu nghĩa trang tập trung, còn 6 ngôi vẫn chưa di rời. Những ngày này, phường đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới những hộ dân còn chưa đồng thuận với dự án. Phường đã họp thành lập tổ, triển khai thành 4 nhóm xuống vận động trực tiếp các hộ gia đình trong toàn phường. Thì đến nay thì còn lại hơn chục hộ chưa xác nhận diện tích đất. Lý do là những hộ này thì nằm ăn xa ở ngoài lộ, cũng như là một số hộ còn lại thì này vẫn chưa đồng thuận, cho rằng cái giá như thế là đã thấp. Thời gian tới là phường tiếp tục là đôn đốc các cái tổ ngoài giờ hành chính xuống trực tiếp các hộ gia đình liên hệ với các hộ gia đình nằm ăn xa ngoài lộ cũng như là địa phương khác về để ký xác nhận diện tích đất. Tôi cũng được giao một cái nhiệm vụ là ở cái tổ số 1, thế nên sắp xỉ 30 hộ. Thì cái ngày hôm mà đi là cũng vất vả, mưa gió triển khai, nói chung phải khoác áo tơi đến tận gia đình, các nhà thì mới được khoảng độ hơn chục hộ thôi. Thế còn những hộ kia nó cũng không gặp được, gỡ được. Thế nên là triển khai cái việc này thì cũng lại phải lên cái kế hoạch là trong cái buổi tối thì các gia đình thì mới có nhà thì mới đến để gặp gỡ được. Thế đến bây giờ cũng đang tiếp tục triển khai. Phùng Chí Kiên là phường có diện tích cần thu hồi cho dự án cụm công nghiệp ít nhất với 1,67 ha, trong đó diện tích do Ủy ban Nhân dân phường quản lý chiếm tới 1,45 ha, còn 0,22 ha là diện tích đất của 31 hộ dân. Đến ngày 30 tháng 9, công tác giải phóng mặt bằng ở đây đã thực hiện được các bước kiểm đếm cây cối, hoa màu và tài sản trên đất nằm trong phạm vi thu hồi của dự án. Đang tiến hành rà soát hồ sơ, số liệu diện tích đất ở của các hộ gia đình cá nhân, thu thập các giấy tờ, phiếu thu liên quan đến diện tích đất bán trái thẩm quyền của công ty giống lợn miền Bắc. Xét duyệt nguồn gốc đất của các hộ dân để làm căn cứ báo cáo nguồn gốc đất và trình ban hành thông báo thu hồi đất. Tuy nhiên tại đây đang phát sinh khó khăn do hộ ông Nguyễn Ngọc Quân, thường trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, có thuê thầu đất của Ủy ban Nhân dân phường, đang không hợp tác để thanh lý hợp đồng thuê thầu. Ủy ban nhân phường đã rất nhiều lần gửi giấy mời làm việc, thông báo đến trực tiếp đến hộ gia đình về để làm việc thanh lý hợp đồng theo quy định. Thế tuy nhiên thì đến giờ này thì cũng chưa về làm việc. Thế và nội dung theo quy định thì Ủy ban phường đã tiếp tục đăng trên báo Nhân dân 3 số gần nhất là từ ngày 1 tháng 10. Thế và theo cái quy định tiếp tục, nếu như sau cái thời gian mà
ông Quân sẽ không về làm việc được thì ủy ban sẽ căn cứ nội dung của quy định thì sẽ làm cái thanh lý theo quy định. Trong 3 xã phường có diện tích phải giải phóng mặt bằng thì xã Xuân Dục có tiến độ nhanh hơn cả. Đến thời điểm này, Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã tiến hành chi trả tiền bồi thường hỗ trợ đất đai hoa màu và tài sản trên đất đợt 1 cho 55 trên 57 hộ, còn 2 hộ không nhận quyết định phê duyệt phương án và quyết định thu hồi đất. Xã cũng đang tích cực tuyên truyền vận động để các hộ dân còn lại đồng thuận ủng hộ dự án. Được biết đến thời điểm này, Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Hưng Gia, chủ đầu tư thực hiện dự án Cụm Công nghiệp Phùng Chí Kiên đã rất tích cực phối hợp với Trung tâm Quỹ đất, với Ủy ban Nhân dân thị xã Mỹ Hào và các phường, xã tiến hành tạm ứng đợt 1 hơn 23 tỷ đồng chi trả cho các hộ đã bàn giao mặt bằng. Đồng thời đã trình báo cáo thẩm định đánh giá tác động môi trường của dự án với Bộ Tài nguyên và Môi trường và được Hội đồng thẩm định thông qua với điều kiện chỉnh sửa, bổ sung thông tin. Có thể thấy, nhiệm vụ hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án Cụm Công nghiệp Phùng Chí Kiên trước ngày 30 tháng 9 năm 2013 mà Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 giao cho thị xã Mỹ Hào đã bị lỗi hẹn. Thời gian tới, nếu không có sự quyết tâm, quyết liệt của các lực lượng tham gia công tác giải phóng mặt bằng, thì nguy cơ hết năm 2013, dự án Cụm Công nghiệp Phùng Chí Kiên vẫn chỉ là bản vẽ treo giữa cánh đồng hoàn toàn có thể xảy ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Tháo nút thắt giải phóng mặt bằng nhanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này lần sau.